quý vị, như chúng tôi đã đưa tin thì quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã chính thức ra mắt vào tối ngày 5 tháng 6. Và theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 6, tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết là hơn 5.666 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã chuyển là 1.299 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 4.367 tỷ đồng sẽ được các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chuyển vào tài khoản Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới. Vâng, và ngay sau lễ ra mắt thì quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã được đông đảo người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài đồng lòng hưởng ứng. Người có ít thì ủng hộ ít, người có nhiều ủng hộ nhiều. Và điều quan trọng là tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, hưởng ứng sự phát động chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có được vaccine cho toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các phóng viên thời sự đã ghi nhận nhiều ý kiến người dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Những cán bộ tổ dân phố phường Thành Công ở Hà Nội theo dõi chương trình ra mắt quỹ vaccine vào tối qua. Hôm nay, câu chuyện về quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được các cán bộ sôi nổi trao đổi với người dân. Không chỉ một thành viên, mà cả nhà ông Dụ đều đóng góp ủng hộ quỹ. Vợ cũng như con thì rất là đồng lòng ủng hộ. Thậm chí là con còn bảo bố đã tham gia chưa? Thì bảo bố tham gia rồi. Đấy, sáng nay hỏi thì bố đã tham gia chưa? Thì bố tham gia rồi. Mình vì mọi người và mọi người cũng vì mình đóng góp một cái phần nhỏ vào thì nó thành một cái lớn. Những ngày này, thu nhập của nhiều lao động tự do như anh Hạ giảm chỉ còn 1/3. Ngoài chạy xe ôm, hôm nay anh phụ bốc vác cho những chuyến xe khách khi về bến. Anh tranh thủ có thêm một khoản thu nhập. Sáng nay, sau khi đọc thông tin, anh và nhiều người ở xóm trọ đã dành 2 ngày công lao động nhắn tin ủng hộ. Tôi thấy tinh thần đoàn kết của Việt Nam ta lúc nào cũng lớn mạnh. Nhân có sự kêu gọi này thì cái sức mạnh nó càng lớn. Từ người già đến trẻ nhỏ, không phân biệt độ tuổi, ở mọi miền tổ quốc, ai cũng muốn đóng góp với tinh thần tự nguyện, với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc. Bác Hồ đã nói tuổi nhỏ là việc nhỏ, lớn làm việc lớn, vì vậy nên con đã dành lại số tiền đó để ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Tất cả tăng ni tín đồ Phật tử cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và các chùa hôm nay đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để đóng góp tiền như vật phẩm, nhu yếu phẩm. Đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn, hợp với lòng dân, nói chung nhằm để thể hiện cái tinh thần nhân ái và đoàn kết. Hơn lúc nào hết thì mỗi người cùng chung tay, dù ít hay là nhiều thì nó cũng là một cái động lực để mà góp phần làm đẩy lùi dịch bệnh COVID nhanh hơn. Thủ tướng cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra kêu gọi chúng ta một cái thể trận lòng dân, toàn dân cùng chung sức, toàn dân cùng đánh giặc. Không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 thể hiện lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết của người Việt trên thế giới hướng về Tổ quốc. Khi nghe lời kêu gọi đóng góp của quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, thì chúng tôi rất là xúc động khi nhìn thấy những cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà vẫn dành dụm hướng cái trái tim mình về với Việt Nam, đó mới là điều thật là quý giá vô cùng. Chúng tôi, người có ít, người có nhiều góp nhiều, với lòng chân tình với quê hương. Kiều bào ở nước ngoài cũng đồng hành cùng dân tộc, chống giặc COVID chúng ta, chống COVID-19 như chống giặc, và chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ thắng lợi. Những ngày này, tinh thần và mong muốn đóng góp được lan tỏa để cộng đồng, để đất nước có thêm nguồn, thêm vaccine phòng dịch. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, trong khó khăn thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.